Ngày 4 tháng 7 năm 2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ khai trương giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. VietinBank tiếp tục là ngân hàng thanh toán duy nhất của thị trường chứng khoán phái sinh. Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các công ty chứng khoán. Bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc khối vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc VietinBank, đại diện ban lãnh đạo VietinBank tham dự buổi lễ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải khẳng định, thị trường chứng khoán phái sinh là phân khúc thị trường bậc cao, dù mới ra đời được gần 2 năm nhưng đã và đạt được những kết quả rất tích cực. Thị trường đã thể hiện tốt vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro, góp phần tích cực vào việc giữ chân dòng vốn trên thị trường cổ phiếu, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm là bước phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện cơ cấu sản phẩm cho thị trường chứng khoán phái sinh, hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường trái phiếu chính phủ tại Việt Nam và được các chuyên gia đánh giá là phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc vận hành thành công dịch vụ ngân hàng thanh toán cho thị trường chứng khoán phái sinh đã khẳng định uy tín của VietinBank, xứng đáng là ngân hàng hàng đầu cung ứng các giải pháp thanh toán. VietinBank mong muốn tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai nhiều sản phẩm chất lượng trên thị trường chứng khoán theo đề án. Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.